Chào, lại là mình đây. Lần này mình sẽ giới thiệu sơ qua quy trình xử phạt giao thông cho các bạn cùng nắm nha. Nếu bạn đang bon bon trên đường và bị cảnh sát giao thông tít còi, bạn sẽ làm gì? Đầu tiên, bạn phải thật bình tĩnh và dừng xe đúng quy định. Tiếp đó, bạn có thể chuẩn bị máy ghi âm hay ghi hình để làm bằng chứng. Khi công an đòi kiểm tra giấy tờ, thì bạn được quyền yêu cầu họ chứng minh lỗi của bạn cho tới khi bạn bị thuyết phục, nhưng bạn không được cãi cùng đây. Khi đã đúng lỗi và bị lập biên bản, bạn cần lưu ý 3 điểm sau nha. Mẫu biên bản có đúng mẫu được ban hành hay không? Đã ghi đúng lỗi hay chưa? Để cảnh sát giao thông ký xong, chúng ta xem kỹ lại lần nữa rồi mới ký nha. Vậy là xong rồi đó, bạn có thể vi vu đi tiếp rồi nha.